Sống đúng nghĩa chứ không đơn giản là sự tồn tại. Bạn có thấy rằng chúng ta đang sống một cách vội vã và dập khuôn như những cỗ máy tự động? Bạn có cảm thấy mọi thứ dường như đang diễn ra quá đỗi bình thường và tẻ nhạt? Bạn đang lạc lối trong chính cuộc sống của mình, để rồi đến một lúc nào đó bạn chợt nhận ra đây là lúc cần phải thay đổi điều gì đó. Nếu như bạn đang sống một cuộc sống như vậy, thì xin hãy dừng lại, ngồi xuống và suy nghĩ xem tại sao mình cứ mãi quẩn quanh trong vòng quay đều đều của cuộc sống. Bạn phải suy nghĩ khác đi, bạn phải thay đổi để cuộc sống này thực sự có ý nghĩa, chứ không chỉ đơn giản là sự tồn tại. Hãy trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đôi lúc chúng ta vô tình không nhận ra những giá trị tốt đẹp người khác dành cho mình cho đến khi họ không còn làm điều đó nữa. Đừng như vậy, hãy biết ơn về những gì bạn đang có, những người yêu thương bạn, những người quan tâm đến bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được họ có ý nghĩa như thế nào đối với bạn cho đến khi họ không còn ở bên cạnh bạn nữa. Thế nên, ngay từ bây giờ, hãy trân trọng những con người, những điều tốt đẹp xuất hiện trong cuộc sống của bạn, và rồi làm cho bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa biết bao. Nếu bạn cho phép người khác hay những lời chê bai ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của bạn, thì bạn sẽ rất dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng và ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực. Hãy bỏ qua tất cả những điều gây tổn thương đến bạn. Không ai có quyền phán xét bạn. Người khác có thể biết những câu chuyện của bạn, nhưng họ sẽ không thể cảm nhận được những gì bạn đã thực sự trải qua. Bạn không thể kiểm soát được những gì người khác nói, nhưng bạn có thể kiểm soát được sức ảnh hưởng của chúng đến bản thân bạn như thế nào. Điều bạn cần làm đơn giản là gạt bỏ qua tất cả những tiêu cực ra khỏi tâm trí của bạn. Bạn xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn nữa. Nên nhớ, bạn luôn phải là chính mình. Nếu bạn may mắn có một điều gì đó khác biệt so với tất cả mọi người, thì đừng thay đổi nó. Sự duy nhất luôn là điều tuyệt diệu. Thế nhưng trong cuộc sống lại có không ít người cố gắng thay đổi bản thân để giống với những người khác. Hãy giữ lấy những gì của riêng bạn. Khi cả thế giới cười bạn vì bạn không giống họ, hãy đáp lại họ bằng nụ cười của riêng bạn. Điều quan trọng nhất đó chính là bạn được sống là chính mình. Hãy học cách lắng nghe tiếng nói bên trong con người của bạn. Cuộc sống hoặc là một hành trình đầy thử thách, hoặc là không gì cả. Chúng ta sẽ không thể trở thành người chúng ta mong muốn bằng cách vẫn tiếp tục làm những công việc tẻ nhạt, lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo. Đó chính là con đường của bạn. Những người khác có thể đi cùng bạn, nhưng họ sẽ không thể thay thế bạn được. Hãy luôn trân trọng cuộc sống. Một ngày tươi đẹp sẽ mang đến cho bạn những niềm hạnh phúc. Sự thất bại sẽ trang bị thêm cho bạn những bài học kinh nghiệm để thành công. Những điều tồi tệ nhất sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Hãy khôn ngoan trong các mối quan hệ. Những người bạn tốt không chỉ ở bên cạnh bạn khi bạn vui, mà họ sẽ còn cùng bạn vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Họ là những người luôn yêu quý bạn. Dù có như thế nào đi chăng nữa, tình cảm của họ dành cho bạn không thay đổi. Đừng cố gắng rượt đuổi để tìm lấy một tình yêu hão huyền. Đừng để sự cô đơn lái bạn vào vòng tay của một người không yêu thương mình. Hãy yêu chỉ khi bạn thực sự sẵn sàng. Một tình yêu tuyệt vời cũng đáng để bạn chờ đợi. Chấp nhận quá khứ. Đừng để quá khứ lấy cắp đi hiện tại và tương lai của bạn. Bạn cảm thấy không tự hào về những điều đã làm trong quá khứ. Điều đó không sao cả. Quá khứ không phải là hiện tại. Đó là những việc không thể thay đổi được. Hãy bỏ nó ra khỏi tâm trí của bạn, và chỉ đơn giản là chấp nhận nó. Tất cả chúng ta đều có thể phạm sai lầm, thậm chí hối tiếc về quá khứ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hiện tại của chúng ta. Hãy tập trung làm thật tốt cho ngày hôm nay và cho tương lai của bạn. Dành thời gian cho bản thân và làm những việc có ích cho tương lai của bạn. Điều duy nhất giúp bạn đạt được thành công đó là hành động. Đôi khi bạn cần dành thời gian để suy ngẫm, để nhìn rõ những gì đang ở phía trước. Tuy nhiên, đừng để những lo lắng, hoài nghi chiếm hết thời gian và tâm trí của bạn, khiến bạn không còn khoảng trống nào khác dành cho những thú vui cá nhân hay tận hưởng những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Những việc bạn làm hàng ngày sẽ rất quan trọng, vì bạn đã đánh đổi một ngày đáng giá trong cuộc sống của mình cho nó. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng vì đó có giá trị và hữu ích cho tương lai của bạn. Sẵn sàng đón nhận thất bại. Đừng cố gắng níu kéo những mối quan hệ tan vỡ hay những sự việc bất thành. Nếu bạn cứ cố ép buộc chúng diễn ra theo ý của mình, thì chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Khi một cánh cửa đóng lại, nhiều cánh cửa khác sẽ mở ra.
Hạnh phúc chỉ đến khi bạn biết phát huy hết sức mạnh tiềm ẩn của mình. Hãy sẵn sàng đón nhận những trở ngại với nụ cười rạng rỡ cùng với trái tim đầy nhiệt huyết của mình. Tôi tin bạn sẽ làm được. Nếu bạn thấy thích video này, đừng quên like và chia sẻ nó cho bạn bè cùng xem. Tôi tin rằng họ cũng sẽ phải cảm ơn bạn rất nhiều đấy. Và nhớ ấn nút đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất từ tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.